Xin chào các bạn, mình tên là Kiko. Hôm nay thấy mình mặc áo người nhẹ đẹp chưa? Hôm nay chúng ta sẽ bật bánh. Nhân viên anh Jojo đã chạy đây. Thầy mở cho mình là Luffy đây. Con 695 các bạn ạ. Nó cấp 4. Các bạn ơi, có bim bim này phòng lắm. Nó không dễ trúng mà nó không dễ trúng mà nhiều đâu các bạn. Nó không dễ trúng hai thẻ đâu. Mình đã trúng được thẻ mới. Ơi, các bạn có biết con này con là gì không? Hẹn cho các bạn xem là con gì đây. Wow, con này tự nhiên có hai con luôn, một con mặc áo đen, một con mặc áo đỏ các bạn ạ. Nha, con này nó mặc bộ đen nhưng nó rất xinh. Nhìn này, nó tóc xanh. Nó 695 triệu belly. 69.500 belly. À. Mình đã trúng được con cái bạn này, bạn đấy rất là xinh luôn. Bạn đấy tên là Miss Finger. Đang ngụ trái ác quỷ. Tô ghê. Đang ngụ trái ác quỷ. Tô ghê. Xin chào. Mình bye bye các bạn nhá. Chương trình của mình đã hết rồi. Mình nhớ các bạn lắm. Bye bye các bạn. Chương trình của mình đã kết thúc. Mình rất nhớ các bạn.